Xin chào tất cả các bạn, mình là VDT, mình đến từ sân chơi công nghệ sscn.vn. Và đến cái buổi gặp mặt ngày hôm nay thì mình xin được giới thiệu đến các bạn một cách, đó chính là các bạn có thể crack được IDM mọi phiên bản, và các bạn có thể crack được các cái phiên bản IDM mới nhất các bạn tải từ trên trang chủ đến. Trên đây là chiếc máy tính của mình, là cái máy tính của mình chưa cài IDM nhé. Cái máy tính này của mình đang là trống trơn luôn, chưa có một chút nào liên quan đến IDM cả. Và bây giờ thì công việc đầu tiên của các bạn là mời các bạn nhập vào thanh địa chỉ. Các bạn ghi là sccn.vn. Đấy, và các bạn lăn con chuột xuống phía dưới, kéo đến phần thủ thuật. Các bạn nhìn phần thủ thuật nhé. Đấy, click vào phần thủ thuật. Và có một cái bài ghim ở trên này, có thể là đứng ở dưới này, nhưng mà các bạn nhìn cái bài ghim nha, là có cái dấu đính này này, như cái kim mà hay chích vào cái lọ keo 502 ấy. Rồi, mời các bạn click vào cái phần crack IDM phiên bản mới nhất. Vì làm sao mình ghi là mới nhất? Vì mình sẽ update liên tục các cái file crack, hoặc là các bạn có thể crack được IDM mà những cái phiên bản mới nhất các bạn tải trên trang chủ về. Trong này thì mình có hướng dẫn đầy đủ hết cả rồi. Công việc đầu tiên của các bạn là các bạn download cái file Internet Download Manager này về. Đấy, là các bạn click vào trang chủ nhé. Và các bạn click vào cái file mới nhất. Đấy, không, các bạn cứ tải về đi. Luôn luôn là file mới nhất đấy, tại vì các bạn tải trang chủ mà. Trong cái thời gian ngồi các bạn đợi tải thì mời các bạn tải cái file crack về. Các bạn tải file crack về nha. Đấy, mình vừa tải file crack về rồi. Mật khẩu của cái file crack này chính là sccn.vn nhé. Đây các bạn cho nó ra laptop. Đây mình cho tạo ra laptop để cho các bạn nhìn. Rồi, đây là cái file IDM vừa mới tải về đây. Các bạn cắt ra laptop luôn. Cái tính mình là nó phải gọn gàng. Rồi mình xóa hết đi. Lịch sử nhiều lúc xem phim nên phải xóa đi chứ, không chúng nó biết được chết. Rồi và bây giờ thì các bạn đã tải về được cái file IDM nhé. Bây giờ mời các bạn click đúp vào, hoặc các bạn có thể nhấn chuột phải vào chọn run admin để các bạn cài đặt. Các bạn chọn next. Next. Đấy, đấy, đấy kia. Các bạn đợi từ 6 đến 9 giây thì IDM sẽ cài đặt hoàn tất. Khi IDM cài đặt hoàn tất thì các bạn nhấn finish. Rồi và bây giờ IDM của mình là cái trước hình như là có cài một bản rồi, thì các bạn no đi. Đấy, các bạn chọn no và các bạn nhấn ok. Rồi, đây là bắt nhập bản quyền này. Đây là cái máy của mình, là cái mình cài ngày trước, mình cài được một lần rồi, mình không nhớ lắm nên đoạn đầu tiên mình nói hơi lung tung một tí. Không cần biết đâu nha, nếu mà các bạn chưa cài lần nào thì nó sẽ không báo cái đoạn factory này. Và các bạn nếu các bạn cài rồi mà máy các bạn đang bị vấn đề về bản quyền, nó cũng báo factory, thì các bạn nhấn ok đi, rồi các bạn nhấn tắt hẳn đi. Và bây giờ chúng ta nhìn ở trong cái này nha, nếu mà có cái biểu tượng IDM nha thì các bạn kích chuột phải vào đấy IDM và các bạn nhấn thoát hoặc là exit đi. Được rồi, bây giờ là các bạn đã cài xong file IDM. Và bây giờ chúng ta tìm đến cái file crack, các bạn giải nén file crack ra. Mật khẩu giải nén chính là sccn.vn. Rồi và các bạn nhấn ok. Rồi vậy là các bạn tải các bạn được crack file crack IDM rồi. Nhưng mà các bạn lưu ý nhé, nếu mà trên máy bạn có cái trình duyệt dưới virus nào thì các bạn import đi trong khoảng thời gian mà các bạn crack IDM. Vì tất cả các file crack nó đều báo hiểu nhầm là virus, nhưng mà thực sự không phải đâu, các bạn cứ dùng thoải mái đi. Rồi và bây giờ chúng ta vào ổ C. Các bạn chọn vào ổ C nhé. Các bạn tìm đến file IDM của mình, chắc nằm của mình là Win64bit, thì nó sẽ nằm ở trong cái phần program file x86. Còn nếu 32bit thì nó chỉ nằm ở trong program file thôi. Đấy, các bạn click vào và tìm đến Internet Download Manager. Rồi và bây giờ chúng ta có file crack vào. Đây, bây giờ chúng ta có file crack vào. Chúng ta paste vào trong này. Mình continue của mình Win10, continue chắc Win8 hay Win10 gì đấy cần continue. Và bây giờ chúng ta được file crack rồi, và các bạn click chuột phải vào trong file crack này, chọn run admin. Đấy. Và trên này báo cái này thì bạn bỏ dấu tích make backup đi nhá. Và các bạn nhấn nút back. Đấy. Vậy là sau khi các bạn crack hoàn thành công thì nó sẽ hiện ra cái bảng này, thì các bạn nhấn no. Nhấn no để bỏ cái trang chủ đi mà. Rồi, nó ok đây, nhấn tiếp. À quên, nhấn dấu x đi. Rồi và chúng ta exit. Đấy, thì mình xin được cảm ơn file crack này của bác thủ thuật chip lớp chấm bit gì đấy. Đấy, mình đây là mình mượn file của bác ấy, mình làm cái video này hướng dẫn chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể làm được. Và bây giờ thì chúng ta đã có một cái bản quyền IDM hẳn hoi. Và các bạn lưu ý là các bạn được update nhé. Khi nào các bạn update thì các bạn lại nhấn vào crack một lần nữa. Các bạn lại làm y hệt như từ đầu, từ A đến Z như từ đầu bạn vừa mới làm. Và bây giờ chúng ta mở file IDM lên nào. Mình dùng Win10 thì IDM tìm ở bằng thế này. Đấy. Vậy là chúng ta có bản quyền IDM thử thế nhé. Được rồi. Rồi nếu mà các bạn cảm thấy clip này hay thì nhớ bấm subscribe và like và share hộ mình cái clip này để cho mọi người các bạn cùng biết nhé. Vậy là chúng ta đã có một cái file IDM hoàn chỉnh để tha hồ tải phim, tải ảnh, tải linking các thứ rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các clip tiếp theo.